Xin chào nó chào anh em nhé, chào mừng mọi người trở lại với kênh Hướng Dẫn Làm Mộc của anh em mình. Ok, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cách gắn cái chuồng chân nhé mọi người nhé, gắn chuồng chân bên dưới rồi. Ok mọi người cùng theo dõi nhé. Yeah.